nhất, năm thứ hai rất là đẹp, nhưng qua năm thứ ba, thứ tư thì cây sẽ vàng, vời cọc hoặc là không phát triển được. Vậy nguyên nhân tại sao? Thì cái điển hình nhất ở cái cây trong á, thì bà con thấy là như những năm trước đây thì có cây cà phê. Thì sau một cái quá trình mình canh tác cái cây cà phê đây, chẳng hạn mình canh tác cái vườn cà phê như thế này, gia cụ thì người ta sẽ nhổ bỏ những cái cây cà phê đi, rồi người ta sẽ múc sới đất, rồi người ta đào đất lên, rồi bắt đầu người ta sẽ trồng tiêu hoặc là trồng lại cà phê. Thì trong những năm đầu, những cái năm thứ nhất, năm thứ hai mình trồng cái cây tiêu hoặc là cây cà phê mới lên á, thì nó sẽ phát triển rất là tốt, đẹp, có thể là đẹp. Nhưng mà đến năm thứ hai, thứ ba thì sẽ xảy ra rất là nhiều loại bệnh, như tiêu thì nó là lên nửa trụ hoặc là lên gần đến trụ, thì bắt đầu là hiện tượng đọt không phát triển, xoăn lá ngọn và rụng đốt từ trên rụng xuống. Cây cà phê cũng vậy, vàng lá còi cọc. Vậy thì nguyên nhân ở đâu? Ở đây thì Lâm xin trình bày là có những cái yếu tố chính như thế này. Sau một cái quá trình mình canh tác cái cây cà phê hoặc là những cái cây khác đi ở khu vực Tây Nguyên mình á, mình bón phân hóa học hàng năm và tưới nước liên tục, thì những cái kim loại như là sắt 2+, 3+, nhôm 3+ nó sẽ lắng sâu xuống ở cái tầng phía dưới, cái tầng canh tác của mình á, nó nằm sâu ở phía dưới đó, và lâu ngày nó sẽ hình thành một cái tầng phèn, có thể gọi là phèn tiềm tàng, tức là nó kết hợp với lại lưu huỳnh có trong mùa xuất phát, nó sẽ hình thành một cái tầng phèn. Ở cái tầng phèn ở phía dưới đó, trong cái môi trường mà không có oxy, tức là không có không khí, thì cái phèn nó không có hoạt động, và cái môi trường pH của nó là bằng 7, thì nó sẽ không làm hư hại đến cái rễ cây của mình. Nhưng khi mình nhổ cái cây lên, mình phá cây đi, mình nhổ cây lên, mình đào đất, mình sới đất sâu, mình đào đất lên, thì vô tình mình đưa oxy xuống, thì nó sẽ xảy ra quá trình oxy hóa, thì cái phèn nó bắt đầu nó hoạt động, thì pH nó tụt rất là nhanh. Lúc đó pH tụt rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là khi pH tụt nhanh thì nó sẽ hòa tan những cái kim loại nặng như là sắt 3+, 2+, nhôm 3+. Thì những cái kim loại nặng như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái rễ cây của mình. Vậy thì năm thứ nhất mình trồng, rồi đến năm thứ hai mình trồng, thì cái rễ cây nó xuống cái tầng đó và nó gặp cái tầng phèn, những cái kim loại nặng nó đang hoạt động, thì nó sẽ bị thối đầu rễ. Tức là rễ nó thối thì